sáng nay trong cuộc gặp mặt với báo giới ngay sau ngày tuyên thệ nhậm chức sau khi trả lời nhiều câu hỏi về những vấn đề quan trọng nữ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã lần đầu tiên tiết lộ về thói quen mặc áo dài của mình chia sẻ này của người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã làm cho nhiều người thích thú vì biết được nữ chủ tịch quốc hội cũng thích làm đẹp như nhiều phụ nữ khác mặc dù bà là người rất bận rộn xuất hiện vào sáng nay trong lần đầu tiên gặp mặt báo chí với cương vị là người đứng đầu Quốc hội khóa 14, bà Kim Ngân mặc chiếc áo dài màu đen với họa tiết hoa văn màu xanh nhã nhặn và lịch sự. Nữ chủ tịch Quốc hội cho biết trước đó bà đã định mặc trang phục khác cho gần gũi, nhưng khi thấy phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mặc áo dài, bà đã đổi ý định và chỉ mất 5 phút để thay bộ áo dài này. Việc mặc áo dài theo bà là để thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối với đội ngũ nhà báo bà kim ngân cũng cho biết bà có nhiều bộ áo dài được may ở nhiều nhà may và nhiều nơi khác nhau cũng có một số nhà thiết kế bà thấy đẹp thì có lựa chọn nhiều hơn nhưng bà không mất nhiều thời gian cho việc này áo dài cũng là trang phục yêu thích của bà kim ngân tại nhiều sự kiện quan trọng và các bộ áo dài của bà kim ngân thường rất nhã nhận lịch sự và phù hợp với mỗi sự kiện mà bà tham gia